Xin chào các bạn đã đến với Heysa Việt Nam. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu dòng sản phẩm mới nhất dành riêng cho bạn. Otelin Infant Vitamin D3 The Drop hoàn toàn phù hợp với trẻ sơ sinh, cho phép mẹ bổ sung một giọt vitamin ánh nắng mặt trời cho trẻ trong ngày. Vitamin D hỗ trợ sự hình thành của xương chắc khỏe và hỗ trợ sự phát triển của răng. Nói chung, không thể thu được vitamin D chỉ từ chế độ ăn uống và mặc dù có nhiều lợi ích, nhưng sữa mẹ thường ít vitamin D. Đây là lý do tại sao mỗi giọt Otelin Infant Vitamin D3 The Drop cung cấp một liều vitamin D3 400U, Colecalciferol 10mg, dạng tự nhiên được tìm thấy trong cơ thể, pha trộn với dầu dừa phân đoạn chất lượng cao. Không đường, không bổ sung chất làm ngọt nhân tạo và chất bảo quản, công thức không mùi và không hương vị này lý tưởng cho trẻ bú mẹ vì nó sẽ không cản trở việc bú. Công dụng sản phẩm. Đây là dòng sản phẩm với hàm lượng 400U vitamin D3, làm nhiệm vụ cung cấp đủ nguồn vitamin mà các bé trong độ tuổi dưới 12 cần. Sản phẩm giúp da tăng khả năng hấp thu phốt pho và canxi. Từ đó, giúp hệ xương phát triển vững chắc, hệ thần kinh khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch, điều trị và phòng ngừa chứng thiếu hụt vitamin D thường gặp ở nhóm trẻ ít có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm. Bổ sung đủ vitamin D3 hàng ngày có tác dụng giúp thúc đẩy quá trình phát triển xương và răng của bé tốt hơn, đặc biệt hiệu quả với việc phòng chống còi xương, giúp chiều cao của bé đạt mức tối đa. Bên cạnh đó, loại vitamin này còn giúp bé nâng cao sức đề kháng trước sự thay đổi của thời tiết, giúp trẻ mọc răng đúng thời điểm và nuôi dưỡng hàm răng chắc khỏe. Ngoài ra, vitamin D3, Nevo The Drop còn góp phần cải thiện các triệu chứng thường gặp ở trẻ do thiếu hụt vitamin D như đổ mồ hôi trộm, giật mình, khóc đêm, rụng tóc. Otelin, Infant, Vitamin, D3, Drop. Thành phần sản phẩm, Colecalciferol 10mg, 400U, mỗi giọt. Đối tượng sử dụng, hướng dẫn sử dụng. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 12 tuổi, có nguy cơ bị thiếu vitamin D. Đối với trẻ sơ sinh dưới 12 tháng. Nhỏ một giọt hàng ngày từ bình sữa trực tiếp lên núm vú, ngón tay đã rửa sạch hoặc núm vú cao su sạch và để trẻ bú ít nhất 30 giây. Đối với trẻ sơ sinh lớn hơn và trẻ em dưới 12 tuổi. Nhỏ một giọt trực tiếp từ bình sữa, vào thìa sạch để uống trực tiếp hoặc trộn với sữa, nước trái cây hoặc thức ăn. Đến với Heysa Việt Nam khách hàng sẽ hoàn toàn được yên tâm, các sản phẩm chất lượng 100%. Bởi chúng tôi là đơn vị nhập khẩu phân phối hàng Úc chất lượng hàng đầu Việt Nam, mọi sản phẩm của chúng tôi đều được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy tại Úc, chính vì thế không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn đưa đến tay người tiêu dùng với mức chi phí thấp nhất. Heysa Việt Nam không đơn giản là thấu hiểu mẹ mà hơn cả đó là sự đồng hành, nhấp vào phần mô tả để xem thông tin chi tiết. Chúc các bạn mạnh khỏe và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp.